Xin chào các anh em, lại là mình TTN Funny TV đây. Hôm nay mình chia sẻ tới các anh em một cái niềm vui. Đó là mình vừa mở 10.000 đồng khóa thì được ngay một con pet đỏ rất là xịn. Mà rất tiếc đây là cái lick cầu lôn của mình chứ không phải lick chính. Đây là hai cái lick chính của mình thì pet lại rất là lởm. Cái con nó này thì được hai cái con pet đỏ nhưng mà rất tiếc nó lại là hai cái con pet đỏ cũ nhất trong cái dàn pet đỏ. Cái con chim này thì nó lại tăng cái sát thương phép thuật nên là nó không phù hợp cho con nỏ cho lắm. Còn cái con này là cái con quái gì mẹ nó, cái con này thì nó phù hợp cho dân đào thép hơn, dân đào thép đào khoáng, nhưng mà mình là dân cày vàng nên là mình cũng chả đi đào thép mấy. Còn đây là cái lick clone của mình, vừa được cái con pet đỏ thứ ba đây. Thì cái con pet đỏ này thì rất là xịn cho những anh em mà chơi những cái dòng nhân vật có sát thương phép thuật thì con này rất là ngon. Op của nó rất là chất lượng. Đây anh em có xem những cái dòng của nó này. Tăng đam phép thuật này, tăng cái hiệu ứng hồi mana, rồi hiệu ứng cơm nặng các thứ. Rất là ngon, rất là xịn. Chả có cái dòng nào bỏ đi được. Mình thích nhất là cái dòng tăng cái hiệu ứng hồi mana này. Thì khi mà anh em chạy in thì chả giờ sợ lo thiếu mana dùng cả. Nhưng mà rất tiếc là mình là dân cày vàng nên là mình cũng chả bao giờ mình dùng những cái dàn pet này. Mà mình chủ yếu là mình xài cái bộ pet tăng xác suất rơi đồ để kiếm được nhiều cái nguyên liệu hơn khi mà cắm auto chai in ý. Cái con pet này thì nó chỉ phù hợp cho cái việc đi PK rồi, đi đánh nhau ấy. Mà cái dàn clone của mình thì làm gì có đồ đạc đâu mà đi đánh nhau. Mình sẽ đắp vào cho có thôi chứ mình chả bao giờ mình dùng cái dàn pet này. Ok anh em, chào con cái gì để chia sẻ nữa rồi. Con nhé là mình xin tạm dừng video tại đây.